một hành trình đến với đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, xứ sở của ngàn mây trắng, nơi vũ trụ còn ẩn giấu nhiều bí mật giữa thiên nhiên hoang sơ, nơi con người vẫn giữ bao lễ tục huyền bí ngàn năm. Vùng đất đa sắc màu, của sử thi, của sự giang hòa và của cội nguồn hạnh phúc. Người ta bảo rằng tiếng sáo mông là linh hồn của núi rừng Tây Bắc. Âm thanh kỳ diệu ấy được tạo nên bởi một nhạc cụ đơn sơ và tâm hồn sâu thẳm của những con người sống giữa đại ngàn. Lâu đời nay, các cụ ngày xưa là không có những cái phương tiện để bày tỏ cái tấm lòng của mình như bây giờ. Thì ngày xưa cuộc sống rất là gần gũi với thiên nhiên, thì chỉ lấy cây tre, cây trúc, cây nứa về để làm ra những cái nhạc cụ để nói lên cái tiếng lòng của mình. Đối với cái không gian sống của người Mông thì nó là một không gian rất là mở. Khi mà trong một ngày lao động vất vả, ăn cơm buổi tối xong thì người ta hay ra các cái sườn đồi, các mỏ đá, rồi cầm theo cây sáo của mình thổi lên những cái làn điệu dân ca về tình yêu lứa đôi, rồi về cuộc sống lao động, rồi về cái tình yêu cuộc sống, yêu con người. Cuộc sống của người Mông ấy thì các cái ngôi nhà ở cách rất xa nhau đấy, có thể chúng ta nhìn thấy nhưng mà chúng ta phải đi một cái khoảng thời gian rất dài thì mới đến được với nhau. Và trong cái không gian như vậy thì rất dễ khiến cho tâm hồn của người ta sao động, và những nỗi buồn thiếu vắng anh em, phải nói là những nỗi buồn không tên, những nỗi buồn nó người ta gọi là buồn vu vơ ấy. Đối với cây sáo mông thì nó có một cái đặc trưng rất riêng, là khi mà vang lên cái âm thanh của cây sáo mông ấy thì người ta liên tưởng đến đồi núi cao. Bây giờ các nghệ sĩ rồi các nghệ nhân người ta chế tác ra những cái cây sáo mông mà gọi là cây sáo mông tượng trưng cho giọng của người con trai, và cây sáo mông tượng trưng cho giọng của người con gái. Thì cây sáo mông tượng trưng cho giọng của người con trai nó sẽ có âm thanh trầm hơn, và cây sáo mông mà tượng trưng cho giọng của người con gái thì âm thanh của nó sẽ cao hơn. Mời các bạn nghe qua một chút về âm thanh của hai cái cây sáo. Vừa rồi là âm thanh của cây sáo mông tượng trưng cho giọng của người con trai, và bây giờ sẽ là cây sáo tượng trưng cho giọng của người con gái. Thank you.
cái sáo nó là một cây nhạc cụ của bộ hơi, mà hơi thì từ trong con người mình ra. Chính vì vậy cho nên là nó diễn tấu về tâm trạng của con người, thì đó là một cái nhạc cụ mà biểu hiện tốt nhất của tâm trạng người chơi. Những cái cây sáo mà đến từ tự nhiên ấy, thì khi xử lý tình cảm ấy, thì nghe nó sẽ da diết hơn rất nhiều. Cây sáo của người Mông ấy, thì nó nhảy quãng rất xa. Đấy, nó thể hiện cái sự gập ghềnh của núi rừng, cho nên là nó nhảy quãng rất xa. Ví dụ như nó đang rất trầm, tự dưng nó vút lên cao luôn. Nếu sáo là tiếng lòng da diết thì múa sinh tiền là điệu dân vũ mạnh mẽ, dứt khoát, mang đậm tính võ thuật nhưng không kém phần uyển chuyển của người Mông. Cây gậy sinh tiền thì bản gốc của nó là được làm bởi 4 đoạn trúc sát gốc để cho nó bền. Thế còn các cái cuộn chỉ rồi cuộn len được buộc vào hai đầu ấy thì là để trang điểm cho cây gậy. Lúc múa thì nó sẽ rất là đẹp. Còn đối với những cái đồng xu mà được chốt bởi đinh vào trong cây gậy ấy, thì là để tạo ra cái phát ra cái âm thanh, cái tiếng nhạc trong quá trình múa cây gậy. Theo như các cụ nói lại ấy, thì tiền ấy, thì cái chữ tiền nó chính là cái đồng xu này, cho nên là chữ tiền là trong chỉ các cái đồng xu đó. Còn là sinh ở đây là sinh sôi nảy nở. Có một điểm chung là các nhạc cụ của người Mông đều xuất phát từ thiên nhiên. Có lẽ vậy mà âm thanh của nó luôn gần gũi và da diết nhất. Một nhạc cụ dân gian không thể không kể đến của người Mông đó là khèn. Nếu tiếng sáo là tiếng lòng thì tiếng khèn được xem là âm thanh kết nối hai thế giới. Điều đặc biệt là tiếng khèn được sử dụng cả trong đám cưới lẫn đám tang và trong các dịp lễ hội. Đây là hình ảnh một trong những nghệ nhân lớn tuổi nhất còn chơi được nhiều bài khèn của người Mông nhất ở vùng Tây Bắc. Tức là chơi từ lúc biết thổi từ lúc 20 tuổi. Thế thì cái nghề này không biết từ tuổi nào, nhưng mà thổi lồng hết 360 bài, như tức là ít nhất có phải dùng 100 bài thổi lồng. Tức là đêm này sẽ thổi bài đêm, sáng là thổi bài sáng này, mặt trời lên này thổi bài mặt trời lên. Đấy, thời lúc mà đó tức là mặt trời lạ xuống thì mình cũng phải thổi được cái bài mặt trời lạ xuống. Ngày Tết đấy mình đi rất là tổ chức cả huyện các xã về tập trung đấy hết rồi, thì nó ai giỏi thì nó con gái cũng phải 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 thực theo giỏi một tí ấy, con bảo là đơn giản đâu. Cũng như đồng bào các dân tộc khác ở vùng cao, người Mông cũng có một đời sống lao động hàng ngày vất vả. Thế nhưng có nghiên cứu cho rằng người Mông là một trong những tộc người có tâm hồn khoáng đạt nhất, lãng mạn nhất. Bản sắc dân tộc nó phải có cái kia, mới chính là người Mông. Nó không có tiếng khèn nên nó không phải là người Mông. Và có lẽ những tâm hồn ấy, sự lãng mạn ấy được thấm đẫm trong tiềm thức của người Mông từ những ngày tấm bé.